Tối cường hệ thống chương 227, vật bên trong cung điện. Giờ phút này, Lâm Phàm sắp khóc rồi. Chỗ này rõ ràng đã không phải là nơi dành cho người A, hắn vung vĩnh hằng chi phủ trong tay, chém về những cánh tay màu đen kia. Thế nhưng chúng nó lại như vô cùng vô tận, toàn bộ không gian nơi này đều bị phủ kín trong những cánh tay đó. Con bà nó, là ngươi bức ta. Thương thiên kiếm. Trải qua lần thú triều ở thanh lĩnh quận, Lâm Phàm đã ngưng tụ được kiếm thứ hai mà kiếm này được Lâm Phàm gọi là nhân nghĩa kiếm. Pháp tướng ma thân ba đầu sáu tay nháy mắt xuất hiện, phòng ngự mọi hướng, phía sau là thương thiên kiếm và nhân nghĩa kiếm mang theo kiếm ý vô cùng, chặt đứt những bàn tay kia. Gà con, đi ra cho tao. Ờ ó, ó Giờ khắc này, gà con được thả ra từ túi chứa đồ, đang định đắc ý kêu to vài tiếng thì chợt nhìn thấy cảnh trước mắt, đôi mắt to tròn đáng yêu kia trợn lên sửng sốt, rồi vội đập cánh, né một bàn tay màu đen chụp qua. Gà con, đừng kêu nữa, đánh nhau rồi. Giờ phút này, quanh thân lâm phàm hình thành một vùng thoáng đảng, pháp tướng ma thân ba đầu sáu tay phòng ngự kính phía sau, dùng hai thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý chặt đứt vô số bàn tay đen, mà phía trước được lâm phàm dùng vĩnh hằng chi phủ mở đường. Ồ ó o Gà con nhìn thấy tình huống xung quanh, dương cao đôi cánh không lông, kêu to mấy tiếng, sau đó chạy thật nhanh trên mặt đất lấy đà, rồi nhảy thật cao lên giữa không trung. Ờ ơ o. Trong nháy mắt, từ trên người gà con tỏa ra một vòng hào quang đỏ, bao trùm trọn cả cái cung điện dưới đất. Những bàn tay đen đầy trời không ngừng vặn vẹo, cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói. Lâm Phàm thấy một màn như vậy, cũng thở vào một hơi. Gà con, mày thật lợi hại. Lâm Phàm không thể không bội phục, nếu không phải gà con tung đại chiêu, có khi hắn còn đang đau đầu. Ờ ơ o gà con khoái trá ngửa cao cái đầu sau đó khệnh khản bước tới trước mặt lâm phàm lại nhảy đến vai hắn cọ cọ lên khuôn mặt lâm phàm tốt lắm ghi nhớ công lớn ngày hôm nay của mày lâm phàm được buông lỏng thoải mái hơn hẳn nhưng ngay khi một người một gà đang đùa dẫn xả hơi từng đợt tiếng vang truyền tới trong tai của cả hai cả hai ngẩng mặt nhìn tình huống trước mắt lập tức cùng trợn trừng lên bởi vì sợi dây xích quấn quanh cung điện kia đang mất nhanh hào quang rồi đứt đoạn thành từng khúc gà con vừa rồi mày đã làm gì thế lâm phàm ngơ ngác hỏi Ờ ó o gà con chớp chớp mắt lắc lắc cái đầu nhỏ giống như là đang nói không biết a à. lâm phàm nhìn nhìn cung điện nuốt một ngụm nước bọt rồi hét lớn một tiếng gà con chúng ta trốn mau sau đó hắn tóm lấy gà con rồi co chân mà chạy theo đường cũ nhìn tình hình lâm phàm khẳng định đại bóc muốn xuất hiện. Vốn đây nên là chuyện để người ta phấn chấn, nhưng với Lâm Phàm mà nói, bóc không rõ lai lịch chính là nguy hiểm nhất. Con gà chết tiệt, diệt mấy bàn tay kia là được rồi, sao còn làm gãy cả xích sắt nhà người ta, đây không phải là đào hố chôn mình sao? ầm ầm Cung điện kia hoàn toàn thoát khỏi xích sắt kiềm chế, không ngừng hạ xuống, mà vết máu trên cung điện, ở một khắc này giống như biến thành tươi mới trở lại, tỏa ra khí tức khiến lòng người run sợ lâm phàm đã sát tới lối ra chỉ còn một chút nữa sẽ chạy khỏi được nơi này thế nhưng ngay lúc hắn nghĩ là đã thoát từ bên ngoài lối ra bỗng có một bàn tay khổng lồ đánh thật mạnh tới nhìn ngọn lửa đen trên bàn tay khổng lồ kia lâm phàm căng thẳng trong lòng đó là quái vật người rực lửa ôm bảo trương tầm uhm. đinh chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 10 vạn điểm kinh nghiệm mặc dù không bị thương tổn nhưng một đòn này cũng khiến lâm phàm không tự chủ được mà lùi lại mất cơ hội thoát ra. Tới khi Lâm Phàm đứng thẳng được, quái vật rực lửa kia đã chặn lấy cửa động, biến ảo thành một quần sáng màu đen. Quấn sáng lóe lên một cái, cuối cùng biến thành một vách đá dựng đứng, chặn toàn bộ đường đi. Lâm Phàm nhìn bốn phía, một cái cửa ra cũng không có. Gà con, chúng ta xong đời rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm sắp khóc, vội tìm kiếm lối ra khắp nơi. Trong cung điện kia còn có bót, tranh thủ nó chưa lộ diện, phải nhanh chóng tìm cách rời đi a à. thế nhưng mãi vẫn không kiếm được nơi nào để trốn lâm phàm lau mồ hôi tráng trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ bi ai ngẫm lại lâm phàm ta dù thế nào thì cũng là một thanh niên tốt nếu hôm nay ngã xuống ở đây sẽ là một loại tổn thất với tông môn với đông linh châu a đối với lâm phàm ngay sau đây sẽ là thời khắc thương tâm nhất nhưng dù có chết cũng không thể chết vô danh sau đó lâm phàm dùng ngón tay thay bút viết lên mặt đất Đông Linh Châu năm 6385, Lâm Phàm, tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, Sơn Môn đặt tại ngọn vô danh phong trên Thánh Tông, vì ngăn ngừa thiên hạ trăm họ lầm than, hôm nay đồng quy vô tận với tà ma, chỉ cầu thiên hạ Thái Bình. Lâm Phàm xem lại hàng chữ trên mặt đất, cũng thỏa mãn gật gật đầu. Ờ ó, ó Gà con chợt đụng đụng vào người Lâm Phàm, dường như đang nói, còn có em nữa. Lâm Phàm liếc nhìn gà con một cái, cuối cùng viết thêm một câu sủng vật gà con ngã xuống theo tại đây. Sau đó, hắn còn vẽ bức hình gà con. Vậy được rồi chứ. Lâm Phàm cũng chỉ có thể làm thế này để xoa dịu đi cảm giác căng thẳng trong lòng. Tuy rằng không biết trong cung điện là thứ gì, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Gà con tuy không hiểu gì, nhưng nhìn đến bức vẽ bên cạnh, cũng mở cánh kêu to vài tiếng. Rầm rầm. Giờ phút này, Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại. Ngay lúc ấy, cung điện kia đã hạ hẳn xuống mặt đất, một cổ khí tức mạnh mẽ đến không thể ngăn chặn tuôn ra. Vết máu trên cung điện tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị, rồi rót vào bên trong. Lâm Phàm trao mày. Gà con run run, có chút sợ hãi nấp phía sau Lâm Phàm. Gà con, mày trốn trước đi. Lâm Phàm vỗ vỗ gà con nói. Gà con run rẩy o ó o, o vài tiếng, phản phất là đang nói, gà con ta không sợ. Đừng cản trở, nhanh chóng đi qua một bên lâm phàm đá cho gà con một cái mà gà con thì im lìm nhìn lâm phàm sau đó lưng lại quay lại liếc lâm phàm một cái như là đang nói không phải gà con ta nhát gan mà là lão đại cho ta đi trước đấy nhé sau đó nó chạy như bay ra một góc xa núp vào bóng tối thi thoảng lại ngó đầu gà ra nhìn tình huống bên này ầm uhm. giờ phút này cung điện kia sụp đổ cho bụi đầy trời che đi tất cả không nhìn rõ tình huống bên trong. Két. Bỗng từ đống đổ nát truyền ra một âm thanh làm lông tóc dựng đứng. Lâm Phàm nắm chặt vĩnh hằng chi phủ, sẵn sàng một cuộc ác chiến. Quỳnh Trong một sát na, một cột sáng màu đen từ đống hoang tàn kia phóng lên cao, xuyên qua mặt đất mà phóng lên tận trời xanh. Bên ngoài tán hải yêu địa, đám người gồm trưởng lão các tông môn, gia chủ yêu gia, tần vương vẫn đang chờ đợi, thấy luồng sáng này xuất hiện thì tất cả đều biến sắc. Bọn họ không rõ đã xảy ra cái gì bên dưới, nhưng cho rằng nhất định là có người đoạt được trọng bảo, chỉ không biết là ai. Tần Vương có chút lo lắng. Y có một dự cảm không tốt, nhưng cảm giác này lại không biết đến từ đâu, chỉ hy vọng hoàng nhi của mình sẽ không gặp chuyện gì. Y đã tra trong sách cổ về bảo tàng thất thánh, đúng là từng có một đại năng như vậy, nhưng cách đây đã quá xa xôi. Mà vị đại năng này cũng thật sự để lại bảo tàng, chỉ không biết hoàng nhi của y có lấy được không. Rồi y nghĩ, hẳn là chiếm được, bởi vì hoàng nghi của y có bản đồ giấu bảo. Thế nhưng Tần Vương lại không biết, mỗi người tới đây đều có bản đồ, mà đó là công lao của hoàng nghi tốt của y. Dưới lòng đất, Lâm Phàm lấy tay che mắt. Loại ánh sáng này để cho hắn có cảm giác không thoải mái. Xem ra cột sáng một ngày một đêm lần trước là từ nơi này phát ra. Lần này cột sáng đen cũng không kéo dài quá lâu, bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy trong đống hoang tàn xuất hiện một cái quan tài đá dựng đứng lên. Quan tài này có phong cách cổ xưa thần bí, mặt trên khắc đầy phù văn ấn ký, nhưng những phù văn ấn ký này đều mờ mịt không phát sáng nữa. Mà bên ngoài quan tài cũng có một sợi xích cuốn quanh, nhưng cũng sớm đã mất đi tác dụng giống phù văn kia. Lâm Phàm hoảng hốt, bên trong này đến cùng là phong ấn quái vật gì chứ, một tầng lại một tầng phong ấn, chẳng lẽ là một tuyệt thế cổ ma sao? Lâm Phàm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng quá biến thái nha, lợi hại một chút chút là đủ rồi, đừng là loại mạnh đến nghiền ép tất cả. Hít hà. Trong quan tài đá truyền ra tiếng hít thở làm người ta kinh hãi, phản phất là thứ trong đó đã tỉnh dậy. Hít hà. Lại một lần hít thở nữa. Quỳnh. Giờ khắc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, trên không trung kia đột nhiên ngưng tụ một tầng mây đen xoay tròn, mà bên trong mây có vô số ánh chớp lóe lên gió cũng nổi mạnh trích trào từng cơn từ bốn phía trên vách đá bỗng đâu xuất hiện vô số u hồn gầm thét những u hồn này sinh tồn trong vách đá nhưng ngay lúc mây đen kia xuất hiện chúng nó đồng loạt bay đến bên trong tầng mây ấy lâm phàm lui về phía sau vài bước mắt lóe sáng hắn muốn thừa dịp thứ kia còn chưa tỉnh mà phá hủy thân thể lâm phàm bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ mặt cũng trở nên nghiêm nghị nhất chỉ tịch diệt thương thiên kiếm nhân nghĩa kiếm nháy mắt hư không không ngừng sụp đổ hai thanh trường kiếm ngưng tụ từ kiếm ý không ngừng xoay tròn quấy nát toàn bộ hư không thế nhưng tầng mây đen kia lại không hề hấn gì vẫn không ngừng xúc tích lực lượng vô dụng lâm phàm giờ khắc này luống cuống ầm tầng mây kia bỗng co rút lại rồi theo hình xoắn ốc mà chui cả vào trong quan tài đá im ắng không có bất cứ động tĩnh gì cái quan tài đá dựng đứng kia nổi lên sương mù đen quấn quang. Sương mù giống như một gương mặt quỷ dữ, không ngừng há cái miệng kinh khủng, phản phất là đang cười nhạo thế gian. Đúng lúc này, quan tài đột nhiên mở rộng nắp, trong đó tràn ngập sương đen, rồi một cánh tay đen kịt thò ra ngoài, móng tay hiện màu xanh sẫm. Sương đen bắt đầu hút lại, rồi rót cả vào trong cánh tay đó. Giờ khắc này, Lâm Phàm thấy rõ ràng rồi, nội tâm cũng kinh hãi, trong quan tài kia chỉ là một cánh tay một cánh tay không có thân thể. Cánh tay đen kịt lóe ra từng đợt hàng quang làm lòng người lạnh ngắt, mà trên cánh tay ấy còn được quấn quanh bởi những ký tự màu vàng tối nghĩa, tản ra khí tức vô cùng xa xưa. Trong một sát na, cánh tay kia khẽ chấn động, từng cái vẫy thật nhỏ không ngừng xuất hiện, bao trùm lấy cánh tay, mà dãy ký tự màu vàng giống như đã trở thành vật vô chủ, từng cái phiêu tán trên không trung. Lâm phàm nuốt một ngụm nước bọt, cực kỳ căng thẳng. Gà con đang nấp ở một góc, thấy một màn này cũng bị hù dọa rút đầu vào trong cánh thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy lên hiển nhiên là bị sợ hãi đến cực hạn cánh tay kia xuề năm ngón tay ra sau đó từ từ co duỗi không ngừng phát ra tiếng vang kẽo kẹt phản phất là bị phong ấn đã lâu hiện giờ vận động có chút chưa quen lâm phàm lập tức dùng hệ thống tra xét muốn xem tu vi của cánh tay này thế nhưng ba dấu chấm hỏi lại làm cho lâm phàm nháy mắt phát mộng Ý nghĩa ba dấu chấm hỏi tức là tu vi của đối phương cao đến độ cả hệ thống cũng không tra xét nổi. Lúc này, cánh tay kia cảm ứng thấy Lâm Phàm, bèn xuề năm ngón tay ra, nhất thời năm luồng hào quang như năm cái liềm sắc bén phóng tới, muốn thu gặp Lâm Phàm. Thương Thiên kiếm. Lâm Phàm cực kỳ hoảng sợ, vội vận vô thượng kiếm ý, đánh tới năm luồng sáng đen kia. Thế nhưng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, vô thượng kiếm ý nổ tung từng khúc, không hề có chút sức ngăn cản ầm năm luồng sáng va chạm với vĩnh hằng chi phủ lực phản chấn mạnh đến độ đẩy lâm phàm lùi về sau cả trăm thước giờ phút này lâm phàm hoảng sợ nhìn lên cánh tay khủng bố kia hắn có cường độ thân thể cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhưng vừa rồi còn thông qua cả vĩnh hằng chi phủ ngăn cản mà cánh tay đó đã khiến hai tay của hắn run rẩy không thôi thật mạnh đúng lúc này cánh tay kia đột nhiên chìm vào trong hư không biến mất ở trước mặt lâm phàm lâm phàm cảnh giác bốn phía đây mặc dù chỉ là một cánh tay nhưng thật sự quá mạnh mẽ bỗng hư không phía sau chấn động lâm phàm biến sắc bổ một phủ tới ầm cánh tay cùng vĩnh hằng chi phủ va chạm cho dù vĩnh hằng chi phủ là thần khí cũng không thể tạo thành vết thương nào cho cái cánh tay này khủng bố thật sự là quá khủng bố trong một sát na cái bàn tay kia giơ lên cao đánh ra một chưởng ẩn chứa uy thế vô thượng nhất thời không khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt che khuất bầu trời sương đen quay cuồng Bi áp cường đại kia khiến lâm phàm có cảm giác ngạt thở long hoàng phách thế chiến lực gia thành kim long hộ thể lâm phàm nắm chặt vĩnh hằng chi phủ nổi giận gầm lên một tiếng thương khung chân nguyên trong cơ thể hắn chấn động toàn thân được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng vĩnh hằng chi phủ trôi nổi hào quang chói mắt một phủ bổ ra không gian vỡ nát hư không như bị xé rách tạo thành một dòng nước lũ không biết từ đâu mà trong nước lũ này có một dây chuyền quy tắc dài hẹp không ngừng vũng vẫy tuy đây chỉ là một đạo ảo ảnh nhưng đã là chiêu thức mạnh nhất của lâm phàm hiện giờ cho dù nhất chỉ tịch diệt cũng không bằng được thức thứ nhất thương khung trong khai thiên tam thức này ầm uhm. một phủ đụng với một chưởng trong nháy mắt cả phiến hư không đều như muốn sụp đổ trời đất chấn động thành công sao Lâm Phàm thở hỗn hển. Chân nguyên trong cơ thể hắn bị một phủ này hút đi một nửa. Bằng một đòn này, hắn có nắm chắc giết được cả cường giả đại thiên vị, chỉ không biết bàn tay che trời kia sẽ thế nào. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện, bàn tay không chút hề hấn, mà một chưởng kia cũng khựng lại một chút, quy lực giảm nhẹ, rồi tiếp tục vỗ về phía hắn. Ầm ầm ầm. Mặt đất trung chuyển, toàn bộ tán hải yêu địa lắc lư kịch liệt, vách đất đá tứ phía không ngừng sụp đổ, giống như là bị cổ lực lượng này nghiền nát. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Phục Lâm phàm phun một nguồn máu tươi, xương cốt toàn thân như muốn gãy nát cả. Dưới một chưởng kia, sinh cơ trong cơ thể hắn biến mất 7-8 phần, nếu không phải có bất diệt ma thể cùng huyết hải ma công chống đỡ, chỉ sợ hắn đã chết. Huyết hải ma công không ngừng tu bổ thân thể, Lâm Phàm cũng gian nan lấy ra đang dược nuốt xuống. Đinh, xin hỏi có chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hay không? Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm gào lên. Chuyển con bà ngươi, dược hiệu. Lâm Phàm bình thường dùng đang dược, vẫn luôn là chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, hiện giờ lại là dựa vào dược hiệu. Đang dược vào miệng, dược lực cường đại lập tức lan ra toàn thân, thương thế dần khôi phục. Lâm Phàm thở phì phò, cầm lấy vĩnh hằng chi phủ, vừa mới một chưởng lâm phàm đã bị chụp thành huyết nhân máu theo từ trong lỗ chân lông trên da mà tràn ra ngoài lần này nói không chừng thật sự phải nằm lại ở trong này rồi lâm phàm khẽ quay đầu nhìn gà con trốn ở góc xa gật gật đầu miệng không phát ra tiếng gà con nhìn thấy bộ dạng của lâm phàm hiểu rằng hắn đang nói trốn thật kỹ đừng đi ra đôi mắt đáng yêu của nó hiện vẻ sợ hãi vô cùng toàn thân không ngừng rung lên mà cánh tay phủ kín vẫy kia thì chỉ yên tĩnh lơ lửng trên không, giống như là đang đợi. Đối với nó, trước mắt nó chẳng qua là một con kiến có chút cường tráng mà thôi, nhưng con kiến vẫn chỉ là con kiến, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm phun ra nguồn máu trong miệng, thở hổn hển nhìn cánh tay đen kịt. Đến. Giờ khắc này, cánh tay kia lại chìm vào trong hư không, rồi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Hắn tuy rằng cảm nhận được cổ dao động này trong không khí, nhưng lại phản ứng không kịp. Ầm. Cánh tay kia lại vỗ một chưởng, một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, ép khung xương trong cơ thể Lâm Phàm kêu lên răng rắc. Bịch. Lâm Phàm té trên mặt đất, thần thức dần dần có chút mơ hồ, thậm chí cả khí lực cầm lấy vĩnh hằng chi phủ cũng không có. Chẳng lẽ lần này thật sự phải chết? Thánh Ma Tông truyền thừa đến đây là đức sao? Không, còn có đám Trương Nhị Cẩu, truyền thừa của Thánh Ma Tông vẫn còn chỉ là thù của các sư huynh lại không báo được. Lâm Phàm nằm trên mặt đất, thở ra nhiều hơn hít vào, miệng trào máu không cách nào ngăn cản. Giờ phút này, cánh tay kia bỗng dựng thẳng một ngón tay, trên đó quấn quanh một luồng sáng đen bén nhọn, phản phất là sắp cho Lâm Phàm một kích cuối cùng. Ồ ó ó. Gà con nhìn một màn trước mắt, phẫn nộ kêu to, cảm xúc phẫn nộ áp chế hoảng sợ trong lòng, xua đi cả cái đông cứng vì sợ hãi của thân thể lâm phàm đã không còn sức kháng cự chờ đợi cái chết đến nhưng một tiếng kêu này lại để hắn không dám tin mà mở to mắt chi thấy gà con chạy tới mở cánh rồi nhảy thật cao lên không toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ lao về phía bàn tay khổng lồ gà con đừng lâm phàm lo lắng nhìn gà con kẻ địch này không phải gà con có thể ứng phó gà con đang lao đi nghe tiếng thì khẽ quay đầu vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ nhưng trong ánh mắt vẫn chưa xóa được sự sợ hãi. Ồ ó o Gà con kêu lên mấy tiếng với Lâm Phàm, mà trong mấy tiếng này lại tràn ngập vẻ bi thương. Gà con. Gà con không nhìn hắn nữa, quay đầu lại phía trước, nhắm mắt, trích lên như là tăng sức cho mình, rồi lao nhanh hơn đến bàn tay kia. Ta phải bảo vệ lão đại. Sọc. Thế nhưng, trong một sát na, hào quang màu đỏ trên người gà con tiêu tán, thân thể của nó đã bị ngón tay kia xuyên thấu gà con lâm phàm nhìn gà con ngã xuống từ giữa không trung hét lên máu tươi từ miệng gà con chảy ra ngón tay kia để lại một cái lỗ thật lớn trên mình nó khiến thân nó bị nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ ánh mắt của gà con dần dần tối đi nhưng lại cố nén thống khổ mà đứng lên nó lưu luyến nhìn lâm phàm trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi kia tuôn ra hai dòng nước mắt đó là sợ hãi đau đớn không muốn. Ờ ờ ờ ờ. Gà con kêu một tiếng, rồi tiếng nhỏ dần. Đây chính là lời từ biệt cuối cùng của nó dành cho Lâm Phàm. Gà con dùng toàn bộ sức lực còn lại, nhảy thật cao lên không, máu tươi từ thân thể nó bắn ra bốn phía như mưa. Hai mắt nó vẫn không ngừng chảy ra nước mắt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ kiên nghị. Giờ khắc này, gà con giống như đã học được cách bay. Cái cánh lơ thơ lông vỗ mạnh, khiến toàn thân nó vọt về phía bàn tay đen kịt kia rồi dùng cái miệng bén nhọn không ngừng mổ tới bàn tay khổng lồ thế nhưng đối với bàn tay kia hành động này của gà con chỉ như là gãi ngứa nhưng bất kể thế nào gà con cũng tuyệt đối không cho thứ này khi dễ lâm phàm giờ khắc này gà con bị cánh tay kia nắm lấy trong tay không lâm phàm bi thương quát gà con quay đầu nhìn thoáng lâm phàm ánh mắt buồn bã như nói tạm biệt lão đại bùng. Cánh tay kia hơi vận lực, gà con không kịp kêu một tiếng, thân hình bị bóc nát, máu tung tóe như một đóa hoa đỏ tươi nở rực trong hư không. Thân hình máu thịt mơ hồ của gà con rơi trên mặt đất, không nhúc nhích được nữa. A a a a a a. Đồ khốn kiếp. Lâm Phàm như phát điên lên, không biết lấy sức lực từ đâu mà lao tới cánh tay kia. Máu tươi theo mỗi nhịp cử động lại trào ra ào ạt từ trên cơ thể hắn cánh tay đen kịp kia chìm vào hư không, đến khi xuất hiện lại lần nữa, nó đã triệt để đâm xuyên qua thân hình của Lâm Phàm. Lâm Phàm gian nan nâng hai tay, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ vô tận. Giết gà con của tao, tao muốn mày phải đền mạng. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm gầm lên, mắt lộ vẻ điên cuồng. Trong phút chốc, một cái lò luyện tỏa hào quang vạn trượng xuất hiện, không ngừng xoay tròn trên không trung. Một con rồng thần uống lượng quanh lò, khí tức thần bí và tan thương tràn ngập cả thế giới lòng đất. Tao muốn mày trả giá thật nhiều. Giờ khắc này, Lâm Phàm đột nhiên bình tâm lại, nhìn chầm chầm vào cánh tay đen kịp đang đâm xuyên qua thân thể mình. Quỳnh Thiên địa dung lô nháy mắt mở nắp, nuốt lấy cả Lâm Phàm lẫn cánh tay kia vào trong, sau đó lập tức đóng kín lại, thế giới dưới lòng đất cũng trở về an tĩnh. Ha ha Lâm Phạm hung hăng kéo bàn tay khổng lồ kia ra, cái ngực hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn, giữ tận khủng bố, máu tươi phun như nước lũ. Lâm Phàm hít thở dồn dập, cố sức đứng thẳng người, nhìn cánh tay đen kịt lơ lửng trong không gian của thiên địa dung lô, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Cánh tay kia không ngừng đụng thật mạnh vào vách lò, bởi vì nó cảm nhận được quy lực kinh khủng bên trong này. Từng âm thanh va đập chát chúa vang lên, tuy nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, thiên địa dung lô không chút sức mẻ. Ha ha, đừng phí sức vô ích, ngày tận thế của mày tới rồi. Lâm Phàm cười như điên dại, huyết hải ma công không ngừng chữa trị miệng vết thương. Thế nhưng cái lỗ máu kia như bị một của lực lượng thần bí thẩm thấu vào, làm cho thương thế không cách nào phục hồi. Thiên địa dung lô, luyện cho ta. Trong nháy mắt, con rồng vẫn bình thản bay qua lại trong lò luyện chật phun ra ngọn lửa, lửa tràn ngập khắp không gian, từ vách lò tỏa ra từng đợt hào quang. Giờ khắc này, Lâm Phàm và cánh tay đen kịp kia cùng bị vây trong biển lửa. A a a a. Lâm Phàm ôm đầu té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Ngọn lửa luyện hóa tất cả kia đang tàn phá thân thể và tinh thần của hắn. Tất cả, tất cả đều sẽ bị thiên địa dung lô luyện hóa, tương lai, hiện tại, quá khứ, trí nhớ, thần thức. Cánh tay đen kịp kia không ngừng lăn lộn, xung quanh nó không ngừng lóe lên những tia sáng chói mắt, muốn ngăn cản lực luyện hóa, thế nhưng chỉ là vô ích chỉ vài nhịp thở sau, ánh sáng đen kia dần ảm đạm, những cái vẫy trên tay cũng không ngừng bong tróc. Ầm. Uhm. Bàn tay cào một phút lên vách lò, thế nhưng vừa chạm tới nơi, những cái phút kia đã mềm hoặc ra, ở giữa không trung lung lay như sắp trụng hết. Ha ha. Lâm Phàm nhìn hình dạng lúc này của cánh tay kia, cười như điên. Cho dù phải chết, hắn cũng muốn giết chết cánh tay này. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cánh tay đen kịp kia giãy dụa, bỗng bột phát ra từng luồng lực lượng viễn cổ, ngăn cản lực luyện hóa. Luyện cho ta. Lâm phàm triệt để liều mạng. Quỳnh. Lực lượng viễn cổ quấn quanh cánh tay kia bỗng nổ tung từng khúc, không ngăn nổi lực luyện hóa hủy thiên diệt địa. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 600 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, Chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp 17. Giờ phút này, đùi phải của Lâm Phàm đã biến mất. Dù cho điểm kinh nghiệm của bất diệt ma thể đang không ngừng tăng lên, nhưng cường độ thân thể không kịp nổi với lực hủy diệt, cái đùi phải của hắn đã bị thiên địa dung lô luyện hóa hoàn toàn. Ầm. Cánh tay đen kịp ngã xuống đáy lò, lực luyện hóa cường đại khiến nó không có bất kỳ sức phản kháng nào, mà năm ngón tay ẩn chứa lực lượng vô thượng đã mất đi một ngón. Thế nhưng nó còn chưa có buông tha. Giờ khắc này, nó nhắm ngay Lâm Phàm, bàn tay còn bốn ngón duỗi thẳng ra, xỉ mạnh về phía Lâm Phàm. Nó muốn giết chết kẻ này, hy vọng có thể thoát ra. Lâm Phàm hít thở càng lúc càng nặng nề, thân hình không ngừng tiêu tán, thế nhưng hắn biết cánh tay này muốn làm gì, mắt lộ vẻ hung ác nhìn thẳng cánh tay kia. Muốn giết ta, rời khỏi nơi này sao, nằm mơ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Toàn lực luyện hóa, Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Bên ngoài tán hải yêu địa. Mọi người lăng không lơ lửng trong hư không, vẻ mặt không dám tin nhìn tình huống phía dưới. Bọn họ không ngờ tán hải yêu địa lại sụp đổ rồi. Mặt đất chìm xuống, nước biển quay cuồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của thanh hỏa trưởng lão cực kỳ khó coi, bởi vì các đệ tử tông môn đều còn ở trong đó. Gia chủ yêu gia cũng có cảm giác không ổn, biến hóa của tán hải yêu địa này vượt ngoài dự kiến của lão, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì sao? Hoàng Nhi Tần Vương đau lòng đến cực điểm, nhưng tán hải yêu địa đã chìm vào trong biển nước, nước biển không ngừng quay cuồng, che đi tất cả. Cứu mạng Đúng lúc này, từ trên mặt biển truyền đến tiếng kêu cứu. Có người đi ra rồi. Thanh hỏa trưởng lão ra tay trước tiên, tung một chưởng, nước biển quay cùng bên dưới chồng lên cao mấy cái rồi dạt ra, mặt đất tán hải yêu địa lại xuất hiện hiểu được lực lượng quy tắc biến điều không thể thành có thể là đệ tử liệt diễm tông ta khi nhìn rõ bóng người thanh hỏa trưởng lão cũng vui vẻ hẳn lên tiếp đó lục tục có đệ tử các tông môn khác đi ra để các trưởng lão thở vào một hơi tần vương nhìn không rời mắt xuống bên dưới tìm kiếm hoàng nhi của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra mọi người hạ xuống lập tức hỏi Trưởng lão, phía dưới quá kinh khủng, các sư huynh đều chết hết. Một gã đệ tử liệt diễm tông tìm được đường sống trong chỗ chết kêu gào lên. Dưới lòng đất, bọn họ gặp phải rất nhiều quái vật, nhất là quái vật toàn thân rực lửa kia, phải nói là quá khủng bố. Các sư huynh của ngươi đâu? Thanh hỏa trưởng lão hỏi. Trưởng lão, đệ tử cũng không biết, từ sau khi vào trong, chúng ta đã bị phân tán, cũng không rõ mọi người ở đâu. Trưởng lão, phía dưới kia căn bản không phải cấm địa mà là địa ngục quái vật nơi đó quá kinh khủng có thấy con ta không cao bằng chừng này tần vương tìm kiếm một vòng không thấy hoàng nghi của mình gấp gáp hỏi không biết chúng ta cũng không biết từng tên đệ tử lắc đầu nói bọn họ không còn muốn đến nơi đó nữa dù chỉ là trong ý nghĩ mà có thể lại thấy ánh mặt trời cũng đã là đại hạnh trong vạn hạnh rồi nếu không phải phía dưới đột nhiên sụp đổ bọn họ căn bản không ra được. Có một truyền thuyết, có một con chim bay lượn khắp đất trời, không phải ngô đồng thì không đậu, không phải quả trúc thì không ăn, 500 năm mới ngã xuống đất, mà ngày ấy gọi là ngày niết bàn. Mỗi một lần niết bàn đều cần lửa nóng kinh người, cùng khảo nghiệm sinh tử. Sau mỗi lần niết bàn, lông của nó sẽ càng mượt, tiếng kêu càng trong trẻo, trí tuệ càng thông minh. Tới khi nó vỗ cánh bay lên trời xanh lần nữa, hào quang sáng lạng từ nó sẽ chiếu khắp cả thế gian. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Cái xác máu thịt mơ hồ của gà con nằm im lìm ở nơi đó, lẫn trong vũng máu đỏ tươi, trông như là một ngọn lửa đang rực cháy. Giờ phút này, vũng máu thê thảm trên mặt đất kia như có sinh mạng, còn như hóa thành lửa đỏ, chảy bao quanh thể xác của gà con, phản phất là đang tế bái một vị thần viễn cổ. Máu tươi bỗng bốc cháy lên, một ngọn lửa tràn ngập lực lượng sinh mệnh bao bọc lấy thân hình của gà con lửa không ngừng thiêu đốt thời gian không gian cũng không tránh thoát được ngọn lửa kia dần dần thay đổi thân hình của gà con dần được bao lại trong một lớp vỏ màu đỏ cứng như đá tới khi cái vỏ kia thành hình thì không còn thấy lửa bốc mạnh lên nữa mà lại dần dần tàn lụi phượng hoàng niết bàn lực sinh mệnh rất mạnh nhưng gà con niết bàn thì lực sinh mệnh lại phập phù bất định giống như lúc nào cũng có thể tắt đi bên trong thiên địa dung lô. Cánh tay đen kịp kia giờ đã biến thành một đám sương đen mờ ảo, nhưng vẫn không ngừng cố giải dụ khỏi lực luyện hóa. Mà thân thể của Lâm Phàm đã sớm tiêu tán, chỉ còn một quả tim đỏ tươi, không ngừng co bóp trong lò luyện. Rồi chuyện để Lâm Phàm không thể ngờ được xảy ra, Giọt thần huyết mà lão tổ thánh ma tông truyền vào thân thể của Lâm Phàm trước khi bị giết bổng xuất hiện lơ lửng bên cạnh trái tim. Một luồng lực lượng từ viễn cổ bao lấy sinh cơ cuối cùng của hắn dọc thần huyết kia tản ra ánh sáng chói mắt nhưng trước lực luyện hóa vô biên nó cũng dần dần muốn tan vỡ cạnh trái tim là một bóng người mờ ảo đang đứng đây là đạo tinh khí thần cuối cùng của lâm phàm ngưng tụ thành gà con lúc này một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng lâm phàm đó là dấu hiệu tồn tại của gà con phượng hoàng niết bàn bàn dục hỏa trùng sinh thế nhưng lực sinh mệnh của gà con lại rất mỏng manh căn bản không thể chống đỡ lần niết bàn này ngọn lửa niết bàn kia dập dần như muốn tắt bất cứ lúc nào giờ phút này trái tim đầy máu đỏ tươi kia đập mạnh một cái tạo ra ngọn lửa của nhất niệm thành đan gà con sống sót chờ chủ nhân mới nhé lâm phàm nói thầm ngọn lửa từ thuật nhất niệm thành đan lặng lẽ bay đi xuyên qua được cả lớp vỏ của thiên địa dung lô lại qua tầng tầng không gian sau đó dung hòa vào ngọn lửa niết bàn muốn tắt kia cái cánh tay đen kịp kia đã sắp tan biến nhưng lâm phàm biết muốn diệt sạch sẽ đối phương, bản thân cũng chỉ có thể tan biến theo. Đủ loại chuyện từ xưa đến giờ chợt như một cuốn phim quay chậm, hiện rõ trước mắt Lâm Phàm. Hắn còn muốn trở thành nhân vật có một không hai vũ trụ, nhưng có lẽ không có cơ hội nữa rồi. Luyện hóa Trong một sát na, bên trong thiên địa dung lô hóa thành một không gian hỗn độn, không có ánh sáng, không có lửa, không có bất kỳ vật gì, giống như tất cả đều trở về con số không, hỗn độn chưa thành hình. Đinh, Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể thăng cấp 18. Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể thăng cấp 19. Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể thăng cấp 20. Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể tiến giai thành Tuyên Cổ Bất Diệt. Tuyên Cổ Bất Diệt, công pháp luyện thể mạnh nhất, biến ảo chân thân, vô pháp vô thiên. Đinh, chúc mừng cấp bậc thân thể tăng lên cảnh giới Đại Thiên Vị Sơ giai tại trong hỗn độn một giọt máu đỏ tươi từ từ tràn ra mà một luồng xương đen cũng bị lực luyện hóa làm tan vào hỗn độn giờ khắc này thiên địa dung lô chợt bừng sáng một sợi tóc lặng yêu phiêu đẳng bên trong lò sợi tóc này tỏa ra hào quang khác thường trong một sát na sợi tóc này tràn ra một dòng nước ấm dòng nước ấm này giống như có sinh mệnh càng ngày càng nhiều chậm rãi thành hình một cái đầu một cái thân hai cánh tay hai cái chân một quả tim. Thình thịch. Trái tim co bóp. Thân hình được tạo ra từ dòng nước ấm khoanh chân ngồi xuống, chính là Lâm Phàm. Giờ phút này, Lâm Phàm không một mảnh vải trên thân, làn da sáng bóng như bạch ngọc, trên da thịt còn có những tia sáng lấp lánh. Tiếp đó, lùn xương đen giống như được cho sinh mệnh mới, chậm rãi ngưng tụ thành một cánh tay, nhưng không còn là màu đen, mà hóa thành trắng hồng, rồi dần dần dung nhập vào trong tay phải của Lâm Phàm một giọt thần huyết biến ảo thành một biển máu dậy sóng dung nhập thân thể lâm phàm trở thành máu trong cơ thể hắn đinh tay phải chuyển hóa cánh tay tuyên cổ đinh dung nhập máu của trời xanh không biết qua bao lâu đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng mở ra hai luồng sáng vàng chói lọi tán phát làm thiên địa dung lô phải hơi rung lên ta không chết lâm phàm nghi hoặc nhìn chung quanh sau đó đi ra khỏi thiên địa dung lô khi thấy hoàn cảnh quen thuộc bên ngoài, Lâm Phàm kích động đến muốn phát khóc. Tiểu gia không chết. Hắn không nhịn được, hét to lên, tay phải nắm thật chặt. Bỗng hư không nổ tung, như có một dòng lũ từ trong chỗ nước tràn ra. Lâm Phàm lập tức phát mộng. Chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm cho rằng cánh tay kia còn chưa có chết, vội cảnh giác nhìn quanh. Thế nhưng chung quanh im ắng, không có chút động tĩnh nào. Lâm Phàm nhìn nhìn tay phải của mình, tuy không thấy gì thay đổi nhưng cứ có cảm giác là lạ hắn giơ tay khẽ phẩy một cái vào không khí một sát na sau một màn kinh khủng đã xảy ra không gian nơi vừa bị hắn vất tay nổ tung thành từng khúc rồi hóa thành hư vô ạch à. lâm phàm không biết nói cái gì để diễn tả nội tâm mình lúc này nữa rồi chợt hắn nghĩ đến gà con sau đó nhìn quanh tìm kiếm rồi thấy cách đó không xa có một đống lửa vẫn đang rực cháy gà con lâm phàm nhìn thấy trong ngọn lửa kia có một quả trứng màu đỏ cũng bi thương không thôi gà con mày đừng chết đấy lâm phàm nâng lên tay phải lau khóe mắt ầm hư không lại vỡ nát thành từng khúc lâm phàm vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt cái này cũng quá là hố người ta nhẹ nhàng vung tay một cái hư không liền nổ tung cái này bất quá giờ phút này lâm phàm không có tâm trí nghĩ nhiều như vậy lấy tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lấy vỏ trứng trong ngọn lửa đang cháy kia. Gà con, mày chết thảm quá. Lâm Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV khóc lóc thảm thiết, kể lễ. Nhưng mày yên tâm, hình tượng huy hoàng của mày sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng của tao. Đúng lúc này, từ trong cái vỏ trứng kia lại truyền ra âm thanh. Ồ ó o. Âm thanh này có chút không vui, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bi thương. Gà con, mày không chết sao lâm phàm sửng sốt rồi hét lên mừng rỡ Ồ ó o lại có tiếng kêu truyền ra từ trong vỏ trứng mà âm thanh này giống như đang nói mau cứu em ra ngoài em sống nhưng lực sinh mệnh không đủ làm cơ thể có chỗ thiếu hụt không phá được vỏ gà con trước tiên mày đợi trong đó đã tao cần yên tĩnh nghĩ vài chuyện biết gà con không sao lâm phàm cũng thở vào một hơi sau đó hắn muốn tranh thủ suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong thiên địa dung lô quả thật hắn rất nghi hoặc không rõ đã có chuyện gì xảy ra để bản thân hắn có biến hóa lớn như vậy đầu tiên là tu vi vẫn là nhập thần sơ dai thế nhưng sao mà vừa nhấc tay đã khiến hư không nổ tung thật quá khó tưởng tượng rồi ô ngay khi lâm phàm tự nhìn vào bên trong cơ thể mình để kiểm tra lại phát hiện máu tươi trên người mình có chút khác thường hắn có thể cảm giác rất rõ máu của hắn đang không ngừng hấp thu chân nguyên trời đất đồng thời mỗi giọt máu lại giống như một mảnh trời đất riêng biệt chẳng qua những mảnh trời đất này đều đang ở dạng hỗn độn mờ mịt căn bản không nhìn ra có điều gì khác thường lúc này lỗ chân lông mở rộng một luồng chân nguyên của trời đất dũng mảnh tràn vào trong đinh chúc mừng gia tăng một vạn điểm kinh nghiệm lâm phàm há hốc mồm không đánh quái không cắn thuốc mà điểm kinh nghiệm tự tăng quả thực là không có khả năng như vậy chẳng phải mỗi phút mỗi giây đều không ngừng bị động tu luyện cường giả đại thiên vị cũng không có khả năng này quá con mẹ nó tuyệt vời lâm phàm cố nén hưng phấn về một cuộc sống thăng cấp rất nhanh sắp tới kiểm tra tay phải của mình nhìn kỹ mới rõ tay phải của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện thêm những cái vẫy li ti cùng màu với màu da vừa lúc đó cánh tay nhấp nháy một luồng hào quang màu đỏ nhạt đồ chơi gì thế này lâm phàm tròn mắt cũng cả kinh cánh tay đen xì bị thiên địa dung lô luyện hóa kia tại sao lại chạy lên tay phải của mình lâm phàm căng thẳng vội dùng hệ thống kiểm tra rốt cuộc tìm ra vấn đề cánh tay tuyên cổ lai lịch không rõ vĩnh hằng vô địch trạng thái không trọn vẹn cánh tay tuyên cổ lâm phàm định vung tay kiểm tra nhưng nghĩ đến màn hư không nổ nát ban nãy vội vàng dừng suy nghĩ này lại cánh tay này cũng biết điều đấy Biết không đánh lại tiểu gia thì hạ vũ khí đầu hàng. Có điều cái bước dung hợp này thật là chưa kịp thích ứng, xem ra cần quen với việc khống chế lực lượng một chút mới được. Ờ ó o Gà con lại kêu lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Lâm Phàm. Nó rất bất mãn với việc Lâm Phàm để mặc nó ở một bên, không thèm hỏi han đến, cũng không cho nó ra ngoài. Gà con, đừng vội, để tao nghĩ nốt đã. Lâm Phàm kêu lên, sau đó lại lâm vào trầm tư việc khẩn cấp trước mắt là khống chế cánh tay phải này bằng không vừa nhấc nhẹ lên liền trời sụp đất nứt còn chơi cái gì nữa hắn bắt đầu thử nghiệm khống chế lực lượng ầm 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 không gian hình như rất yếu ớt không ngừng nổ tung mà theo đó lâm phàm cũng quen với việc khống chế cánh tay này học xong cách khống chế hắn nhẹ nhõm thở vào một hơi giờ hắn mới để ý tiếp đến việc bất diệt ma thể tiến giai thành tuyên cổ bất diệt mà hắn nhớ lại cũng chính nhờ lần tiến giai này để hắn sống sót được qua đợt luyện hóa toàn lực kia. Tuyên cổ bất diệt chống chọi được lực luyện hóa của thiên địa dung lô, tuyệt đối không phải cường đại bình thường. Càng nghĩ, hắn càng mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng. Sau này, rốt cuộc có thể chính thức hòa hại nhân gian, à không, là cứu nhân độ thế, không cần kiên nể gì rồi, hố hố hố. Tự sướng trong đầu xong, Lâm Phàm đứng lên, hai tay phủi phủi cái mông, chuẩn bị cứu gà con ra ái ui tay phải này cũng phiền thật phủi mông một cái mà cũng đau mông quên gà con chớ hoảng sợ tao cứu mày đây lâm phàm vừa nói vừa lấy ra cái hạt giống sinh mệnh được thánh nữ mang hoang tộc gửi gắm lần trước lâm phàm đã nghiên cứu cái hạt giống này rất lâu nhưng cũng không tìm ra cái gì hiện giờ gà con đang bị thiếu hụt lực lượng sinh mệnh mà cái hạt giống này có tên rất liên quan cho nên hắn định thử xem có thể giúp gà con thoát ra khỏi vỏ được không tay phải hắn cầm lấy hạt giống mà cái hạt giống này như có sinh mạng hơi rung lên giống như biết có chuyện gì sắp phát sinh trắc một tiếng nước vỡ vang lên hạt giống sinh mệnh cứng trắng bỗng vỡ nát hóa thành một dòng sông sinh mệnh bao lấy vỏ trứng kia ò ó o gà con trong vỏ giống như cảm nhận được vui mừng kêu to lên ầm uhm. tích tắc sau một ngọn lửa ngập trời bốc lên hừng hực ò ó o một tiếng kêu to vang vọng trong trời đất. Trong ngọn lửa ngập trời kia, một cái bóng tỏa ra hào quang chói mắt, giống như là bất kỳ vật gì trong trời đất đứng ở trước mắt nó đều sẽ phải thất sắc. Lâm Phàm rất kích động nhìn cái bóng trong ngọn lửa kia. Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng chân chính. Gà con cuối cùng giống chuyện việc con xấu xí hóa thiên Nga rồi, hai cái cánh hùng vĩ, thân hình thon mảnh, cái đuôi rực lửa, quá là bá đạo, giống như muốn vạn vật đều phải thần phục dưới chân nó mặc dù chỉ là cái bóng trong ngọn lửa còn chưa nhìn rõ ràng nhưng lâm phàm tin tưởng nhất định là gà con tiến hóa rồi gà con tao biết ngay mày sẽ không làm tao thất vọng mà lâm phàm kích động nắm chặt hai tay cảm giác hưng phấn này khó mà diễn tả bằng lời ò ó o gà con cũng vui vẻ kêu to thế nhưng ngay khi ngọn lửa kia biến mất thần sắc kích động của lâm phàm lập tức thay đổi chuyện này mặt lâm phàm đần ra có một loại xung động muốn chết gà con vẫn là gà con chỉ có cái đuôi trụi lũi kia giờ mọc ra thêm một cái lông dài xem như đánh dấu lần niết bàn đầu tiên gà con nhảy vọc lên giữa không trung giống như là ngủ say đã lâu giờ vương vai bẻ lưng sau đó đậu lên vai lâm phàm dùng cái đầu nhỏ dụi dụi lên má hắn Ồ ó o bao nỗi kỳ vọng của lâm phàm đã bị bộ dạng lúc này của gà con phá vỡ trong nháy mắt một con gà không lông có thêm một cái lông đuôi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Không ngờ sau khi gà con niết bàn thì tu vi lại tăng vọt đến bực này, tuy rằng bộ dạng vẫn si đa như trước. Không, là si đa thêm một cái lông màu tím, trên mặt còn có những đường vân màu đỏ, phối với cái thân gà trụi lông, khiến tổng thể càng thêm quá dị. Gà con, tuy mày càng lớn càng dị, nhưng yên tâm, đại ca không có vứt bỏ mày đâu. Lâm phàm vỗ vỗ đầu gà con. Mà gà con giống như nghe hiểu, dùng cái đầu nhỏ của mình đụng lên cổ lâm phàm tỏ vẻ bất mãn lâm phàm cười cười ánh mắt lại bị một cái cây chỉ cao chừng ngón tay cái không biết mọc ra ở trước mặt hắn lúc nào hấp dẫn đây rốt cuộc là vật gì lại phát ra lực sinh mệnh cuồn cuộn còn hơn cả hạt giống sinh mệnh trước khi vỡ nát cái cây này thẳng tuột không có một cái lá nào vỏ ngoài nhìn rất cũ kỹ giống như là sắp mục nát đinh chúc mừng phát hiện ngô đồng thần thụ ngô đồng thần thụ, cây non, ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng, diệu dụng hàng vạn hàng nghìn. Dịu dụng hàng vạn hàng nghìn là những dịu dụng nào? Ít ra phải nói rõ một chút chứ. Lâm Phàm vừa nghĩ vừa chạm tay vào cái cây kia. Thế nhưng tay vừa chạm đến ngô đồng thần thụ, phần rễ của cái cây kia đột nhiên dài ra, rồi bám lên cánh tay của Lâm Phàm sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn mà biến mất trong nháy mắt. Đi đâu rồi? lâm phàm tìm kiếm khắp nơi nhưng ngô đồng thần thụ này cứ như là đã tan biến hoàn toàn chợt hắn mỉm cười mắng tiểu tử nghịch ngợm bởi vì hắn vừa nhìn vào trong cơ thể thấy nơi vốn nên là một mảnh trời đất hỗn độn trống trải như mọi vỏ giả khác lại có thêm một gốc cây cắm rễ ở chính giữa cái cây kia tỏa ra hào quang màu xanh trong vùng hỗn độn này lộ vẻ chói mắt khác thường khi lâm phàm cảm thụ được nó nhất thời tâm thần đại chấn lực sinh mệnh thật cường hãn mà ở một khắc này cái cây kia rung lên mãnh liệt tạo ra một luồng lực hút khổng lồ như xé rách không gian để lâm phàm cảm giác chân nguyên của đất trời giống như sóng biển mãnh liệt vọt tới mình rồi nháy mắt chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hiện tại mỗi lần lỗ chân lông của lâm phàm hô hấp chỉ gia tăng được một vạn điểm kinh nghiệm nhưng có cái cây này phụ trợ điểm kinh nghiệm lại tăng tới hai vạn hít giờ khắc này lâm phàm hít một hơi lạnh cái cây này thật khủng bố, nếu không ngừng lớn lên thì còn tới mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ sau này còn tăng gấp 10, gấp trăm, 100, gấp nghìn, gấp vạn số này? Chẳng phải sau này không làm gì, điểm kinh nghiệm cũng tự bay nhanh. Ngô Đồng Thần Thụ này rõ ràng là thần vật dành riêng cho Lâm Phàm. Rất rõ ràng, nếu là người khác, tốc độ luyện hóa chân nguyên có hạn, chỉ sợ chưa kịp đợi cái cây này lớn, đã bị lượng chân nguyên trời đất nó hút vào làm bạo thể mà chết còn lâm phàm có hệ thống chuyển hóa chân nguyên làm điểm kinh nghiệm không cần lo chuyện này xảy ra ò ó o gà con kêu to tự hồ rất không thích cái nơi đổ nát này đồng thời đánh thức lâm phàm đang chìm trong suy nghĩ được rồi đừng nóng vội giờ chúng ta đi ra lâm phàm xoa đầu gà con chuyến đi tới tán hải yêu địa này quả là lần hung hiểm nhất mà hắn gặp vốn là đến tìm bảo tàng của thất thánh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ngay cả phân thân của thất thánh cũng bị cái bàn tay đen kịp kia diệt mất. Ai? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Gừng càng già càng cay mà, thất thánh tuy là nhân vật đã tồn tại từ rất lâu trước đây, nhưng gặp phải cái bàn tay sống còn lâu hơn, coi như là một loại bi kịch. Giờ khắc này, Lâm Phàm thả con chó đen ra ngoài, vẻ mặt đâm chiêu nhìn nó. Sao, có phải rất bi thương không? Trong tích tắc chó đen xuất hiện, lâm phàm có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình bi phẫn của nó con chó đen chợt nhìn về bộ xương trắng đã mục nát lẫn trong cung điện đổ nát kia mắt lóe lên vẻ phẫn nộ vô tận đây là một cái phân thân của ngươi hả nhưng đừng lo ngươi còn mấy cái mật thất nữa tiểu gia nhất định sẽ tìm ra hết giúp ngươi lâm phàm cười nói gâu gâu chó đen tức giận gầm rú lên móng vuốt ở bốn chân không ngừng cào lên mặt đất phát ra những âm thanh chói tai O, o, o. gà con đang nghỉ ngơi trên vai của lâm phàm nhìn chó đen càng rỡ như thế thì dương cánh kêu to chó đen nhìn thoáng qua gà con cuối cùng cúi thấp đầu nhưng trong mắt còn lóe lên vẻ phẫn nộ mà một con chó không nên có lâm phàm vung tay lên chó đen lại về tới túi chứa đồ chuyện càng lúc càng vui rồi đây cánh tay tuyên cổ này cường đại như thế rốt cuộc là vị trâu bò nào có thể phong ấn nó ở đây mà nhìn tình huống trước mắt cánh tay tuyên cổ này sợ là còn không phải duy nhất. Lâm Phàm nghĩ tới Si Vưu, cái tên đó bị phân thành 4 năm phần, mỗi bộ phận lại bị người phong ấn ở một chỗ. Mà riêng một cánh tay đã khủng bố vượt qua thực lực đại thiên vị đại viên mãn như thế, nếu toàn bộ thoát phong ấn rồi tập hợp lại, thì còn khủng bố tới cỡ nào chứ? Đương nhiên đây đều chỉ là suy đoán của Lâm Phàm tình huống cụ thể thì ai mà biết được. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn lên trên vách đá kính mít ở đỉnh đầu, rồi búng một ngón tay bên tay phải ra quỳnh cánh tay tuyên cổ bạo phát ra uy lực vô tận phá vỡ không gian vách đá kia không ngừng nổ tung lần thám hiểm này sáu đại tông môn và yêu gia đều tiền mất tật mang tổn thất thảm trọng đệ tử trở về mười không còn một các trưởng lão của sáu đại tông môn vốn bị bảo tàng che mờ khôn ngoan giờ cẩn thận suy nghĩ lại mới hoảng sợ phát hiện chuyện này ngay từ đầu đã không đơn giản tiến vào tán hải yêu địa khi nào hạn chế tu vi chỉ cảnh giới dưới đại thiên vị mới có thể đi vào đây không nghi ngờ là chọn lựa con mồi thế nhưng giờ có nghĩ ra có hối hận cũng chẳng ích lợi gì bởi vì tất cả đều đã chậm mà vừa lúc này tán hải yêu địa không ngừng chấn động sóng biển lại dựng lên trong lòng mọi người kinh hãi không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ầm uhm. ha 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 ra được rồi cảm thụ được ánh nắng ấm áp, hít thở không khí tươi mới, Lâm Phàm lập tức sản khoái lên rất nhiều. Ô, còn có người. Lúc này, Lâm Phàm mới chú ý tới nơi này còn đang có rất nhiều người tụ tập. Nhìn kỹ, hóa ra là người của Sáu Tông, còn có gia chủ yêu gia. Trong lúc Lâm Phàm đánh giá bọn họ, những người kia cũng đang cảnh giác quan sát kẻ vừa xông lên từ dưới mặt đất kia một gã đệ tử nhìn mặt đất bị đánh xuyên sâu không thấy đáy mịt mù tâm tối không khỏi hít một hơi lạnh không ai biết tán hải yêu địa nằm sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất nhưng nhìn vào cái hố kia sợ mà phải đến mấy vạn trường thế nhưng hiện giờ tình huống trước mắt lại làm cho tên đệ tử kia có chút hoảng sợ rồi người kia chẳng lẽ đi lên từ khoảng cách mấy vạn trường sao không dám tin thật sự là làm cho người ta không dám tin a lâm phàm lơ lửng trong hư không hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản. Gà con trên vai hắn cũng gập cánh, đôi mắt to tròn biến thành sắc bén vô cùng. Các trưởng lão của sáu tông và gia chủ yêu gia không ngừng ngẫm nghĩ, suy đoán xem người này rốt cuộc là ai, tại sao lại đi lên từ dưới tán hải yêu địa? Hay là người trước mắt này chiếm được một ít bảo bối tuyệt thế giới đó? Suy nghĩ đến bảo bối, bảy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện sát khí. Bọn họ không đoạt được bảo bối gì đệ tử còn tổn thất thảm trọng sao có thể để một người ngoài chiếm được tiện nghi trong một sát na bảy người lập tức bay quanh vây lâm phàm lại giao bảo bối ra đây thanh hỏa trưởng lão lớn tiếng quát tuy lão nhìn không thấu tu vi của lâm phàm nhưng điều kiện tiến vào tán hải yêu địa là cảnh giới dưới đại thiên vị như vậy trước mắt người này nhất định là cảnh giới tiểu thiên vị hơn nữa tính toán thời gian thì bất kể là chiếm được bảo bối gì cũng chưa kịp luyện hóa bảo bối khẳng định còn trên thân người này. Tiểu huynh đệ, nơi đây là địa bàn của sáu tông chúng ta và yêu gia, kính xin giao ra những vật trong tán hải yêu địa. Một gã trưởng lão mặc áo bào màu lam nói. Áo bào của lão nhìn rất bình thường, chẳng qua là có theo hình một con côn bằng, nhìn rất sống động, đang mở cái miệng rộng hút lấy vạn vật, phản phất như là muốn hút hết cả trời đất. Đây là côn bằng tông, một tông môn cực kỳ cường đại trong Đông Linh Châu nghe đồn lão tổ của tông này là con lai giữa công bằng và con người một thân tu vi kinh thiên động địa ẩn nấp trong hư không tìm kiếm con đường vĩnh hằng lâm phàm khẽ cười xem ra mấy lão già này muốn ăn cướp đây điểm này làm cho lâm phàm rất là khó chịu cả đời tiểu gia cho tới bây giờ chỉ có đánh cướp người khác còn không có người có thể đánh cướp tiểu gia nói thừa với hắn làm gì giết sau đó dựa vào vận khí xem ai đoạt được bảo vật thanh hỏa trưởng lão của liệt diễm tông tính tình nóng nảy trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của đối phương lão có thể cam đoan tiểu tử này tuyệt đối chiếm được bảo bối tuyệt thế trưởng lão của mấy đại tông môn khác khẽ gật đầu hiển nhiên là đồng ý với cách làm của thanh hỏa trưởng lão lâm phàm nhìn những người này tu vi đều là đại thiên vị sơ dai lại còn liên thủ không phải dễ đối phó thế nhưng hắn cũng không lo cánh tay tuyên cổ của hắn cũng chẳng phải để chơi muốn giết người cướp của còn phải xem có bản lãnh này hay không rồi các ngươi nói gì ta không có nghe rõ ràng lâm phàm kinh thường nói móc móc cái lỗ tai xem ra không phát huy một chút còn thật không biết tiểu gia là ai liệt diễm tông cung bằng tông thông thiên đảo tiên linh tông huyền tiên cát tự tại tông những tông môn này đã quen với việc cao cao tại thượng không để tán tu vào mắt gia chủ yêu gia Yêu thiên lúc này cũng vậy, vì bảo bối, chỉ có thể mạnh mẽ cướp lấy. Ò ó o. Gà con đứng ở trên vai lâm phàm, hơi ngẩng đầu, kêu to vài tiếng. Gà con cũng không ngu ngốc, sao nó có thể nhìn không ra, lâm phàm căn bản là không để những người trước mắt này vào mắt, bởi vậy nó cũng muốn hung hăng càng rỡ một phen. Cái cánh không lông kia duỗi ra, ngoắc ngoắc, ý bảo có bản lĩnh thì đều đến đây đi, chúng ta một người một gà tận lực bồi tiếp. Mà giờ khắc này, một câu này của Lâm Phàm cũng đã làm cho trưởng lão Sáu Tông căm giận không thôi. Chỉ là một tán tu, cũng dám nói chuyện kiểu đó với bọn lão. Giao bảo bối ngươi lấy được ra đây. Trưởng lão huyền tiên cắt lạnh lùng nói. À, sao không nói sớm, cho ngươi. Lâm Phàm lấy ra mấy viên đại phàm ca, sau đó cứ như vậy tiêu sái ném tới. Những đan dược này đều là thần đan, ta mới dùng hơn 10 viên, còn dư lại mấy viên cho các ngươi cả đấy. Lâm Phàm cười nói. Trưởng lão Sáu Tông nhướng mày, lùi lại, cảnh giác vạn phần đối với đang dược không rõ lai lịch này. Đồ khốn khiếp, dám trêu đồ chúng ta, đem bảo bối lấy được giao ra đây. Vương trưởng lão của côn bằng tông tức tối quát. Chỉ mấy viên đang dược đã nghĩ dọa lui bọn lão, quả thực là muốn chết. Một khi đã như vậy, ngày hôm nay ngươi để cái mạng nhỏ lại đây đi. Vương trưởng lão hừ một tiếng. Côn bằng thổ nạp. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, Vương trưởng lão vận dụng lực lượng quy tắc, đánh ra một chưởng, hình thành ảo ảnh một con côn bằng. Côn bằng há miệng ra, nước biển quanh mình nó không ngừng quay cuồng. Một chiêu này là chiêu thức thượng đẳng của côn bằng tông, luyện đến mức tận cùng, có thể biến hóa thành côn bằng, cắn nuốt thiên địa. Tuy Vương trưởng lão đã tu hành tới cảnh giới rất cao, nhưng còn xa mới đến cảnh giới cao nhất. Ha ha, đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi sao? lâm phàm nhìn ảo ảnh côn bằng che trời trước mắt thì chỉ thản nhiên cười lớn sắc mặt của vương trưởng lão hơi đổi lão ta cho rằng người này sẽ hóa thành cho bụi khi lão ra chiêu thế nhưng cái vẻ trấn định của người này để lão ta có cảm giác không ổn không có khả năng hẳn là suy nghĩ nhiều cảnh giới tiểu thiên vị ở trong mắt lão ta giống như con kiến có thể lật lên sóng gió gì chứ giờ phút này lâm phàm khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nâng tay phải lên trong một sát na, một màn kinh khủng làm người ta chấn động tâm thần xuất hiện. Trấn áp. Thiên địa biến sắc. Một cái vòng xích quy tắc màu đen quấn quanh cánh tay trắng tinh như ngọc. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều giống như hít thở không thông, lâm vào tĩnh lặng. Ở một khắc Lâm Phàm nâng tay phải lên, hư không giống như bị đè ép. Từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra một cổ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trưởng lão sáu tông và gia chủ yêu gia biến sắc bọn lão chỉ cảm giác vùng trời đất này giống như bị cầm cố trấn áp lâm phàm nhẹ nhàng mở miệng âm thanh rất bình thường nhưng hai từ này lại giống như tiếng sấm nổ vang trong nội tâm của mọi người ngao ảo ảnh con côn bằng kia không ngừng vặn vẹo sau đó từ từ vỡ nát hóa thành những điểm sáng phiêu tán trong hư không sao có thể như vậy chứ vương trưởng lão hoảng sợ lão tuyệt đối không tin rằng côn bằng thổ nạp của mình lại có thể bị đánh tan Vương trưởng lão gầm lên, đây là đã kích vô cùng lớn với lão, một kẻ giống như con kiến hôi, làm sao có thể mạnh đến vậy được. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cung bằng hàng lâm chi pháp. Hai mắt vương trưởng lão đỏ bừng, cánh tay trái tự động lìa ra khỏi thân thể, lập tức một luồng lực lượng thần bí truyền lại từ trong hư không, còn cánh tay trái kia giống như đồ tế, nháy mắt tiêu tán. Mọi người thấy một màn này thì kinh hãi không thôi. Cung bằng hàng lâm chi pháp, đây là công pháp bất truyền của Côn Bằng Tông, lấy bản thân làm vật dẫn, hiến tế gọi ra hung thú thượng cổ Côn Bằng từ chỗ tối tâm, để con hung thú này thả xuống một luồng ý chí. Đồ tế càng tốt, ý chí kia của Côn Bằng cũng càng mạnh. Không ngờ người này lại bức Vương Minh Hải tự đoạn một cánh tay, dùng cái giá lớn này đổi lấy ý chí Côn Bằng hàng lâm. Trưởng lão tự tại tông trận tròn mắt, hô lớn. Còn Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt thì chỉ biết tâm nín, người này tự mình hại mình làm gì kia chứ. Mà lúc này đây, không khí khẽ chấn động, hư không ngay phía trước Vương Minh Hải đột nhiên nứt ra một khe hở, từ đó trào ra một luồng lực lượng làm người ta hít thở không thông. Một sát na sau, thân ảnh một con hung thú viễn cổ dần dần xuất hiện, ngửa đầu gầm rú, uy thế cường đại tới nổi khiến trưởng lão các tông kia bị chấn phải không ngừng lùi về sau. Còn đám đệ tử tông môn thì mặt trắng bệch, tâm thần chấn động. Côn bằng Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ý chí kia của côn bằng lập tức bộc phát ra khí thế hủy diệt tất cả. Đừng quá làm càng. Lâm Phàm có chút không vui, người này hơi quá đáng rồi. Trấn áp. ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, hư không vỡ nát, đạo ý chí côn bằng kia bị trúng một chưởng từ trên trời giáng xuống. Không thể nào. Vương Minh Hải nhìn một màn trước mắt, phục máu, mắt trợn trừng đến muốn rớt cả ra đạo ý chí công bằng kia vừa mới xuất hiện còn chưa kịp phát huy đã bị nghiền ép vỡ nát trong nháy mắt cả một chút phản kháng cũng không có mà hủy diệt đạo ý chí kia xong một chưởng kia còn chưa hết lực tiếp tục vỗ xuống vương minh hải không ầm uhm. mạnh như vậy lâm phàm ngẩn người hắn không nghĩ chỉ vỗ nhẹ ra một chưởng mà lại mạnh đến thế diệt xong đạo ý chí kia Dư lực còn trấn áp luôn vương trưởng lão hơn nữa một trưởng kia còn không phát huy toàn bộ lực lượng. Người kia hẳn là không sao đâu. Lâm Phàm nhìn tình huống, không khỏi nghĩ tới số phận của trưởng lão kia. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị sơ giai Vương Minh Hải. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 100 triệu. Đinh, chúc mừng lấy được côn bằng hàng lâm chi pháp. Đinh, chúc mừng lấy được côn bằng thổ nạp. Lâm Phàm há hốc miệng, đã chết. Cứ như vậy chết rồi chính mình không có muốn giết chết đối phương mà thật sự là mang danh giết người quá oan uổng rồi mà cánh tay tuyên cổ này sao mà mạnh đến vậy đã khống chế lực lượng rồi vậy mà tùy tay vỗ một cái miễu sát cường giả đại thiên vị sơ dai như vậy theo tu vi mình tăng lên chẳng phải có thể hoành hành không cần lo nghĩ ai thôi quên đi kẻ này định giết mình trước làm còn thành thạo như thế hiển nhiên giết người cướp của đã quen sớm tội ác quấn thân coi như thay trời hành đạo Lâm Phàm cũng chỉ có thể lấy cái lý do sức sẹo này thuyết phục mình. Về phần rơi ra hai bản công pháp, thật ra khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý liệu, không ngờ vận khí của mình tốt như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão của các tông môn khác bị một trưởng này dọa cho mặt tái nhợt, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về Vương trưởng lão bị chôn sâu dưới đất. Khi bọn lão không cảm giác được khí tức của Vương trưởng lão nữa thì sắc mặt cũng đại biến. Chết rồi, Bọn lão không ngờ vương trưởng lão một đời tung hoành cứ thế chết đi. Ngươi giết vương trưởng lão. Lúc này, đám đệ tử công bằng tông hoảng sợ nhìn hiện trường, rồi giận dữ hét lên với lâm phàm. Còn trưởng lão của năm tông và gia chủ yêu gia, trong lòng có chút do dự. Theo bọn lão, đám đệ tử công bằng tông này, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ. Cứu, hay là không cứu? Nhưng dù muốn cứu, thì lấy cái gì để cứu? Thực lực của người trước mắt quá kinh khủng, dù vương trưởng lão đã hiến tế một cánh tay để thi triển bí pháp cực mạnh mà còn bị đập chết, càng không cần nói bọn họ. Trưởng lão Nam Tông và gia chủ yêu gia giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Bọn lão quyết định rồi, không cứu, có thể bảo trụ tính mạng của bản thân mới là việc quan trọng nhất. Lúc này, bọn lão thật sự không nghĩ ra, người này rốt cuộc là ai, lật tay một cái đã đập chết Vương Minh Hải. Mà quan trọng nhất là, Đáng hải yêu địa không phải chỉ dưới đại thiên vị mới vào được sao? Đám đệ tử côn bằng tông dùng ánh mắt căm thù nhìn Lâm Phàm. Vương trưởng lão chết, kẻ trước mắt này tội ác ngập trời, bọn họ phải khắc ghi sâu trong lòng, từ nay về sau côn bằng tông cùng kẻ này không chết không ngừng. Giờ phút này, Lâm Phàm rất muốn nói, đây là một cái hiểu lầm. Thế nhưng những lời này vừa tới cổ họng đã bị hắn nuốt xuống. Trừ mình ra, đám này biết thực lực thật sự của mình thế nào? bản thân mình là ai đâu. Bản tọa vốn không muốn giết người, nhưng người này làm nhiều việc ác, quen giết người cướp của, lấy mạnh hiếp yếu, tội nghiệp quấn thân, bản tọa lần này coi như là thay trời hành đạo. Lâm Phàm chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, rất nỗ lực tạo ra bộ dạng cao thâm bí hiểm. Gà con thì còn đang trợn mắt há hốc mồm, không ngừng ngẩn lên cúi xuống cái đầu nho nhỏ, hết nhìn đại ca của mình đến nhìn lão già chết đến không thể chết lại trên mặt đất nó không ngờ đồng bọn của mình lại mạnh đến thế vừa ra một chưởng trời long đất lở nhưng đối với nó đồng bọn càng mạnh nó càng vui vẻ chỉ có như vậy mạng gà của nó mới càng thêm an toàn gà con làm ra cái vẻ đáng yêu dụi dụi đầu vào mặt lâm phàm chân gà lại tiến sát vào thêm một chút cố để tăng tình cảm vị trưởng lão này ngươi nói sao lâm phàm cười cười nhìn về phía thanh hỏa trưởng lão của liệt diễm tông tính tình của thanh hỏa trưởng lão vốn nóng như lửa giờ phút này mặt cũng tái nhợt phẫn nộ không cam lòng cuối cùng sợ sệt gật gật đầu đúng rõ ràng không có ai muốn vì người ngoài mà lãng phí cái mạng nhỏ của mình lâm phàm nhìn nhìn đám trưởng lão tông môn rồi chợt trông thấy tần vương vẫn chưa từng nói tiếng nào đang đứng im không nhúc nhích thì định nói cho đối phương biết con của ngươi đã sớm chết rồi nhưng đến khi hắn thấy được ánh mắt lo âu của tần vương lại không khỏi mềm lòng Chuyện giữa hắn và Tần Thần Vương Triều rất phức tạp. Con trai của Tần Vương bạo ngược, lạm sát kẻ vô tội, lâm phàm báo thù cho 108 dân thôn, không có gì đáng trách. Mà Tần Vương vì con mình báo thù, cũng là chuyện phải làm, ân ân oán oán ai cũng không nói được rõ ràng. Lại nhìn đến Tần Vương, Lâm Phàm coi như đã rõ, Tần Vương ngày đó là thế thân, Tần Vương hiện giờ mới là Tần Vương thật sự. Tần Vương, ngươi không cần chờ nữa, con của ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, được đại năng thất thánh coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền, mang đi dạy dỗ. Thất thánh cũng truyền lời, con của ngươi sát khí tội nghiệp quá nặng, dễ gặp thiên khiển, nếu ngươi muốn con của ngươi bình an, trở về phải đối xử tử tế với dân chúng, thay con mình giảm bớt tội nghiệp. Lâm Phàm thuận miệng nói dối. Tần Vương nghe được lời này của Lâm Phàm ánh mắt lo âu lóe ra một tia thần quang nhưng vẫn có chút hoài nghi nhìn Lâm Phàm Có tin hay không là tùy ngươi lâm phàm phất tay cũng không muốn nói thêm bởi vì đã nói dối thì càng nói càng nhiều sơ hở tần vương nhìn lâm phàm do dự một thoáng sau đó ông quyền cáo biệt lâm phàm không biết tần vương có tin không nhưng dưới loại tình huống này có một câu của người chính là được cấp thêm vô hạn hy vọng đệ tử côn bằng tông bản tọa sẽ không giết các ngươi nếu các ngươi muốn báo thù vậy tăng tu vi lên bản tọa có thể cho các ngươi cơ hội lâm phàm nói thế nhưng cũng không phải là hắn đột nhiên bạo phát thiện tâm mà là để cho bọn họ về báo cáo với tông môn lại để đại năng của côn bằng tông tới đuổi giết mình khi đó ngang với có một nhóm lớn điểm kinh nghiệm phi ship đến tận cửa về phần các ngươi nãy giờ không ngừng vô lễ với bản tọa bản tọa cũng không muốn chấp nhặt nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha để lại tất cả đồ đạc trên người bản tọa thay các ngươi phân phát cho thiên hạ giảm bớt chút tội nghiệt hộ các ngươi Lâm Phàm đảo mắt nhìn tới trưởng lão năm tông, nói: "Vốn đám trưởng lão và gia chủ yêu gia này nghe câu trước của Lâm Phàm với đệ tử côn bằng tông thì thầm vui mừng, cho rằng mình không có chuyện gì, ai ngờ câu sau lại dành riêng cho bọn lão. Đây rõ ràng là đoạt bảo, nhưng không thèm giết người. Đám trưởng lão và gia chủ yêu gia do dự, nhưng thực lực không bằng người, cuối cùng đành cắn chặt răng, ngoan ngoãn bỏ hết đồ ra." Lâm Phàm hớn hở thu lại đồ của đám người này, tâm tình tốt lên rất nhiều bởi vì thu hoạch rất phong phú mà trưởng lão nam tông cùng với gia chủ yêu gia giờ phút này đều vô cùng buồn bực từng chỉ có bọn lão giết người cướp của đã bao giờ có chuyện ngược lại thế này trong mắt bọn lão người này chính là một kẻ lưu manh hơn nữa còn hiên ngang lẫm liệt làm trò lưu manh còn đám đệ tử của sáu tông lại cảm thấy thầm may mắn bởi vì người này không cướp của bọn họ thế nhưng bọn họ lại không biết lâm phàm là đang nuôi dê béo mới thịt cho các ngươi thời gian lớn lên sau này thành cao thủ thì cướp sạch như thế còn tốt hơn ra tay ở hiện tại nhiều lâm phàm không ngốc ngốc chính là thế giới này mà vừa lúc này trời đang quang đản đột nhiên mây đen vần vũ sấm chớp lóe lên một luồng khí tức thần bí từ phương xa từ từ tiến đến lâm phàm vừa cảm nhận được khí tức này lập tức biến sắc bởi vì khí tức này rất quen thuộc Hắn vội đưa mắt nhìn lên hư không, mày nhíu chặt lại. Từ trong mây đen, một bóng người nhìn không ra dung mạo cùng giới tính, toàn thân đều bị trường bào màu đen che kín, đang không người, hai tay nắm chặt hai sợi xích, cổng sau lưng một chiếc quan tài đá rất lớn, di chuyển trong hư không. Mà chiếc quan tài kia nhìn đầy thần bí cùng tà ác, mặt trên loan lỗ vết máu, làm cho người ta dựng tóc gáy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.